chào quý vị các bạn. Trong khuôn khổ video này thì mời các bạn cùng AutoEli đi so sánh hai mẫu xe là đối thủ trực tiếp với nhau: VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp và Toyota Camry đối thủ đến từ Nhật phiên bản 2.5Q. Mẫu xe Lux A2.0 được bán ra tại Việt Nam với mức giá bán ưu đãi 880 triệu đồng tại thời điểm tháng 11 năm ngoái, còn hiện tại xe đang được chào bán với mức giá ưu đãi 30, khởi điểm từ 990 triệu đồng. Khi hết chính sách ưu đãi giá 30, giá xe sẽ về mức 1 tỷ 366 triệu đồng. Còn Toyota Camry tại thị trường Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như những thế hệ trước đây. Xe được ra mắt với hai phiên bản bao gồm 2.0G và 2.5Q với giá bán đề xuất lần lượt là 1 tỷ 029 triệu đồng và 1 tỷ 235 triệu đồng. Trước tiên thì mời quý vị các bạn cùng theo dõi những cụm hình ảnh về hai mẫu xe này cùng những thông số được hiển thị ở trên màn hình như là kích thước dài rộng cao, chiều dài trục cơ sở, khoảng sáng gầm. Qua những thông số kỹ thuật mà quý bạn vừa theo dõi thì có thể thấy rằng Lux A2.0 đang có phần nhỉnh hơn một chút so với Toyota Camry 2019 phiên bản 2.5Q. Mời các bạn sẽ cùng đi điểm qua những trang bị về ngoại thất của hai mẫu xe. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với chiếc VinFast Lux A2.0. Bên ngoài thì mẫu xe này sở hữu cụm đèn pha dạng LED, tự động bật tắt kèm chức năng chờ dẫn đường. Đèn pha được đặt thấp trong khi đèn định vị đặt cao đúng với xu hướng thiết kế ngày nay. Chính giữa lưới tản nhiệt là logo VinFast. Cụm đèn hậu dạng LED, thiết kế nối liền nhau, logo VinFast được đặt ở giữa trong khi tên xe đặt thấp bên phải. Xe được trang bị mâm 19 inch trên phiên bản cao cấp và 18 inch ở trên phiên bản tiêu chuẩn. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tự điều chỉnh cụp khi lùi, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ dạng LED. Sấy mặt gương, phiên bản cao cấp của Lux A2.0 có sở hữu kính cách nhiệt tối màu ở phía sau. Cốp xe được đóng mở điện, hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép giá đỡ bằng nhôm, hệ thống treo sau độc lập nằm liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đối thủ đến từ Nhật Bản. Mẫu xe này sở hữu ngoại thất có phần điềm đạm hơn đối thủ Lux A2.0. Ở phần đầu xe chúng ta có thể thấy rằng cụm đèn pha và cụm đèn định vị dạng LED, lưới tản nhiệt to bản với các nan ngang thiết kế uyển chuyển, logo Toyota gắn phía trên, hốc hút gió nhỏ. Ở phía sau, đuôi xe cũng nhận được một cụm đèn hậu dạng LED, nẹp kim loại nối liền hai bên. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. Nếu mà so về những thiết kế ở bên ngoài thì chúng ta có thể thấy rằng là VinFast Lux A2.0 đang có phần chiếm ưu thế nhỉnh hơn đối thủ Toyota Camry. Với ngôn ngữ thiết kế cộng với cả nền tảng mới thì Toyota Camry có trọng tâm xe hạ thấp hơn và tăng cường sự ổn định của thân xe đi cùng với hệ thống treo mới. Tiến vào bên trong khoang nội thất thì sao ạ? VinFast Lux A2.0 sở hữu màn hình cảm ứng 10,4 inch trên cả hai bàn, kết nối điện thoại thông minh, điều khiển giọng nói, tích hợp bản đồ và chức năng dẫn đường trên phiên bản cao cấp. Hệ thống âm thanh 8 loa trên phiên bản tiêu chuẩn và 13 loa có âm ly trên phiên bản cao cấp. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, tự động lọc không khí bằng ion. Vô lăng bọc da chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình cruise control. Phía sau vô lăng là màn hình màu 7 inch TFT hiển thị điện tử. Hệ thống chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Phiên bản cao cấp có thêm bộ Wi-Fi hotspot và sạc không dây, đèn trang trí nội thất. Quay sang với Toyota Camry 2.5Q 2019, chúng ta có một sự lột xác ở không gian nội thất của mẫu xe này. Tại đây, nổi bật với một số trang bị như điều hòa hai vùng độc lập tiêu chuẩn, bản cao cấp nhất là 3 vùng độc lập trên phiên bản 2.5Q thì các bạn cũng đã biết rồi. Hãng xe Nhật cung cấp đến 3 màn hình bên trong khoang cabin, gồm màn hình 10 inch hiển thị trên kính lái HUD, màn hình 7 inch ở cụm đồng hồ và màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí T-Connect Telematics kết nối người dùng với ô tô, hệ thống âm thanh loa JBL 9 loa, vô lăng là loại 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng. Phía sau còn có thêm lấy chuyển số thể thao, cabin trang trí bằng chất liệu kim loại mạ chrome. Riêng về cái phần bảng táp lô của chiếc Toyota Camry 2019 ở trên phiên bản 2.5Q này, Duy muốn dành một lời khen cho mẫu xe này bởi cái tính thẩm mỹ cũng như là cái độ sang trọng. Ghế lái của mẫu xe này có khả năng chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ cũng có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Camry mới cho phép người dùng ghi nhớ vị trí ghế lái, gương chiếu hậu và vị trí tay lái được tích hợp trên chìa khóa thông minh. Ghế phụ tích hợp nút điều chỉnh điện từ hàng ghế sau. Đặc biệt, Camry 2019 đã được bổ sung tính năng cửa sổ trời cho khoang lái, mang đến không gian thoáng đãng cho người dùng. Khoang dành cho hành khách cũng được tích hợp khá nhiều tiện nghi cao cấp như rèm che nắng chỉnh tay, cửa gió điều hòa riêng biệt tích hợp cổng sạc USB ở bên dưới. Đặc biệt, ghế ngồi ở khoang sau còn có khả năng điều chỉnh ngả lưng, băng điện, tích hợp cụm điều khiển ở bệ tì tay phía sau,
Tại đây khách hàng cũng điều chỉnh được nhiều tính năng khác như điều hòa nhiệt độ hay âm lượng. Qua trải nghiệm thực tế thì tôi muốn chia sẻ với quý các bạn một điều rằng xét về cái khả năng cách âm thì hiện tại VinFast Lux A2.0 đang có phần nhỉnh hơn và chiếm ưu thế so với cả Toyota Camry thế hệ mới. Chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm về những thông số động cơ của hai chiếc xe này. Đối với VinFast Lux A2.0 được trang bị khối động cơ 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm cho phiên bản tiêu chuẩn và 228 mã lực 350 Nm đối với bản cao cấp. Hệ thống dẫn động cầu sau, hộp số ZF tự động 8 cấp. Trang bị an toàn theo xe gồm có phanh đĩa tản nhiệt phía trước, phanh đĩa đặc phía sau, hệ thống ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, TCS, HSA và ROM. Hệ thống hỗ trợ xuống dốc chỉ được trang bị trên phiên bản cao cấp và cả hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước cũng vậy. Còn hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau thì được trang bị ở trên cả hai phiên bản. Camera lùi ở trên phiên bản tiêu chuẩn còn 360 độ trên phiên bản cao cấp, đi kèm với 6 túi khí. Quay sang đối thủ, Toyota Camry 2.5Q 2019, sử dụng động cơ 2ARFE 4 xi lanh thẳng hàng DOHC VVT-i kép, công suất 181 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 235 Nm tại 4.100 vòng trên phút. Trong khi đó, bản 2.0G dùng động cơ 6ARFSE phun xăng trực tiếp D4S, công suất 165 mã lực và 6.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 199 Nm tại 4.600 vòng trên phút, hộp số tự động 6 cấp cho cả hai phiên bản. Camry 2019 sở hữu 3 chế độ lái khác nhau bao gồm Eco, Normal và Sport. Tiếp đến là những công nghệ an toàn được trang bị trên mẫu xe đến từ Nhật Bản này. Ta có hệ thống phanh ABS, BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, kiểm soát áp suất lốt TPMS, camera lùi, điều khiển hành trình. Ngoài ra còn có cảnh báo trịch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 9 túi khí, 6 cảm biến cùng cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Quý vị và các bạn thấy sao về hai mẫu xe này? Có lẽ khi các bạn cũng đã chọn cho mình một trong hai mẫu xe để làm phương tiện di chuyển hàng ngày, hỗ trợ mình và cả gia đình trải nghiệm những chuyến đi vui vẻ. Quý vị và các bạn chọn mẫu xe nào thì nhớ comment ngay phía dưới video. Quý vị và các bạn chọn mẫu xe nào thì nhớ comment ngay phía dưới video này nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily. Xin chào và hẹn gặp lại.